Xin thân ái mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Còn hôm nay thì đến với bãi kiển của bạn Nam ha, địa chỉ ở Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Thì hôm nay thì vườn mai của bạn Nam có lên cho cô chú anh chị mình một số cây mai giống mai ghép giống giảo xuân Bình Lợi bên nhà vườn của bạn Nam cô chú anh chị ha. Đó, thì hiện tại thì đây cây có mặt hoa trên có mặt hoa của giống giảo xuân Bình Lợi bên vườn luôn cô chú anh chị ha. À, hoa chùm ha, bông khá là to luôn cô chú anh chị nè. Bông rất là to luôn á. 4 ngón tay, hơn 4 ngón tay luôn cô chú anh chị. Bông rất là to luôn cô chú anh chị ha. Đó, giống giảo xuân Bình Lợi bên nhà vườn của bạn Nam ha, mặt bông nè cô chú anh chị ha. Thì hôm nay bạn Nam lên giao lưu một số cây mai giống mai ghép giống xuân Bình Lợi với lại là nhị ngọc toàn cẩm thạch nha cô chú anh chị. Thì mức giá cũng khá là hữu nghị, mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý ủng hộ cho nhà vườn của bạn Nam nha. Thì hôm nay giá cũng rất là hữu nghị ha. Rồi không mất thời gian nữa, mình gặp luôn bạn Nam để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu luôn nha cô chú anh chị. Rồi mình chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn, chào quý cô chú anh chị gần xa. Hôm nay tiếp tục đến kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình một đô siêu bông Bình Lợi và nhị ngọc toàn lá cấm hạch về cho cô chú anh chị mình dưỡng mình lấy bo hết cô chú anh chị. Rồi. Rồi mình nuôi làm chi tách 2025 ha. Rồi. Là một cây đầu bếp là mã số 41T nha. Rồi. Là một cây siêu bông Bình Lợi. Rồi, cây có hoa luôn cô chú anh chị ha. Dạ, cây thì có mặt hoa sẵn cho cô chú anh chị mình luôn ha. Bình thân là được 12. Thôi đế luôn cô chú anh chị ha. Cao 29. Rồi, cái siêu bông Bình Lợi này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 450.000 bao phí ship nha cô chú anh chị. Rồi, có bông luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số. Rồi, mã số 42T cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn nha cô chú anh chị. Rồi, đèn bao chuẩn giống hết các bạn ha. Dáng thú rất đẹp luôn cô chú anh chị. Bao chuẩn giống cho cô chú anh chị mình nha. Cái này ghép được 3 bo ha. Bình thân là được 12. Rồi. Cao 30. Rồi, cây này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 400.000 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 43T cũng là một cây nhị ngọc toàn lá cấm hạch nha cô chú anh chị. Rồi, nhị ngọc toàn cẩm thạch ha cô chú anh chị ha. Như một con thú đang nằm nữa cô chú anh chị. Đế thú nằm quá đẹp luôn. Bình thân là 11. Rồi. Cao được 23. Rồi, cái này giao lưu cô chú anh chị mình giá là 420.000 nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 44T cũng là một cái siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị ạ. Mấy cây này đế thú không ha? Dán toàn là đế thú không ha cô chú anh chị. Cổ đế thú không à. Đế cực kỳ quái luôn. Bình thân là được 11. Cây đang đi đọt nè cô chú anh chị. Cao 35. Cây phát triển rất là sung ha. Ngang 27. Rồi, cây mã số 44T em giao lưu của cô chú anh chị mình về giá cũng là 450.000 luôn nha. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 45T. Cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị. Rồi. Cây nào cũng có dáng hết ha. Quỳnh thân là 9. Cao 40. Ngang 30. Rồi, cây mã số 45T giao lưu của chú anh chị mình giá cũng chỉ là 550 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 46T cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn. Rồi. Rồi, nguyên con thú nằm luôn, cây này ghép được 2 bo ha. Rồi, quanh thân là được 14. Bo nó già. Cao 37. Lên giao lưu rồi ha. Rồi, cây này ghép được 2 bo ha cô chú anh chị. Cây này giao lưu của chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 400.000 ha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Số 47T cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị. Rồi. Cái này đế thú rất là quái luôn. Quỳnh thân 11. Rồi. Chiều cao 39. Rồi. Tán ngang là được 23. Cây này cũng ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Cây này giao lưu của chú cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 450 nha. Rồi, đã cây ha. Rồi. Rồi, tiếp theo cây mã số 48T cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn. Rồi, cây này bo khá là già lên đọt luôn cô chú anh chị ha. Quỳnh thân là được 11. Cao 38. Cây này giao lưu là 400 nha. Rồi, đế cũng rất là quái rồi, luôn ha. Rồi, số 48T. Rồi, tiếp theo cây mã số 49T. Cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn. Cây này ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Rồi. Quỳnh thân là được 12. Rồi. Cao 35. Tán ngang 28. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 450 ha. Rồi, 450 bao ship. Rồi. Đợi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số 50T. 50T cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn. À, cây này ghép được 2 bo ha. Ghép được 2 bo. Bo dạ trơn cô chú anh chị. Quỳnh thân là được 11. Rồi. Cao 26, tán ngang 32. Rồi cây này giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng là 450 luôn.
Rồi đợi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 51T, cũng là cái siêu âm bình lợi luôn. Bình thân của cây là được 12, cái này được 2 bo ha. Cao 23. Anh giao lưu với cô chú anh chị bé 350 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 52T. Rồi 52T cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn. Rồi. Cái này thì em ghép được 3 bo ha. Rồi, 3 bo cô chú anh chị ha. Ghép cây con thú đang nằm nè cô chú. Đang đi được, đang đi tuột nè cô chú anh chị, đang đi cây 2 ha. Đó, dáng thú nè. Rồi, bình thân là được 10. Rồi. Cao 30. Rồi cây giao lưu cô chú anh chị mình giá là 350 luôn ha. Rồi, đợi cây ha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 53T. Rồi 53T cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn. Rồi, cây này để thú nè, có tai có chân luôn cô chú anh chị. Cây này em góp được 2 bo ha. Rồi. Cái bo nó sum xê nè cô chú anh chị. Rất là mập luôn cô chú. Nó chuẩn bị nó đi cơ đọt nè. Cái này nó bắn là một cái lại tàn sum luôn á cô chú anh chị. Bình thân là 11. Rồi. Cây này thì không lấy bo được nha cô chú anh chị. 22, cây này giao lưu cô chú anh chị giá 300 ha. Rồi cây này thì chị dưỡng lại cho Tết thôi chứ cây này thì không lấy bo được nha. Rồi, mã số 53T. Rồi tiếp theo cây mã số 54T. Rồi. Cũng là một cây bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Rồi, ra đế nè cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn ha. Bình thân là được 12, chiều cao 34. Cây này thì ghép được 3 bo. Rồi, cái này giao lưu giúp cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 450 nha. Rồi, đợi cây luôn ha. Rồi. Rồi, tiếp theo mã số 55T. Rồi, 55T cũng là một cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Cây này em gắt được 2 bo ha. Quỳnh thân là được 15, cao 34, tới ngang 34. Cái siêu bông bình lợi giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 600 nghìn nha. Rồi, cây này cuối clip luôn các bạn. Rồi, cây mã số 55T cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip á. Và rất mong được cô chú anh chị mình yêu thương ủng hộ em nha. Số điện thoại giao lưu của em là 0866 59094, cũng là số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như là bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại với cô chú anh chị mình ở những clip tiếp theo ạ.